kiếm tiền. Cô đoàn của ta hôm nay đến chương trình để đông và có kỳ vọng rằng là sẽ hôm nay chúng ta sẽ thu được những kết quả như mong muốn và chúng ta có được những kiến thức ở kiếm tiền. Các em thân mến, đất nước ta, đất nước của những người con chưa bao giờ khuất, đất nước có những người con vô cùng về sáng loạt. Ông vang lời sông núi, được viết lên những bản tình ca bất hủ, và những bản tình ca ấy còn được gửi gắm qua những trang sách ở thư viện trường trung học cơ sở Hương Thủy. Và ông vang ấy còn được khơi lên từ những hành động của người ta. Đến học hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu cô Võ Thị Nhàn của đất thư viện sẽ tìm hiểu chúng ta những quyển sách nào để chúng ta đọc trong tiết học hôm nay. Trân trọng kính mời cô. Chủ đề tiết học thư viện của môn ngữ văn lớp 8 và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là lời sông núi. Thì đến lời sông núi thì chúng ta sẽ được cô giới thiệu một số cái quyển sách mà chủ đề đó là về diễn nhân đặc biệt, rồi là đại nhân nói với nhau rồi chủ đề đó là những quyển sách mà ra người về những cái nhân tài của những cái nhân tài mà có thể là những người đó là những tạo nên đất nước chúng ta bằng tất cả sự nghiệp của họ từ trẻ đến già đến khi họ ra đi. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống của những chị em hôm nay là vì dân vì nước đó. Cho nên hôm nay cô sẽ giới thiệu cho em một số quyển sách để sống mãi một thiên tài là chúng ta nói về hình tượng nổi tiếng của chúng ta, không những nổi tiếng của đất nước chúng ta mà còn của cả thế giới nữa, đó là đại tướng Phan Văn Giang. Và trong những quyển sách này thì là họ giới thiệu tất cả hành trình của bạn từ khi bạn làm ra Hà Nội làm thầy giáo lịch sử cho đến khi trở thành học trò của chủ tịch Hồ Chí Minh ta và trở thành một vị tướng mà cả thế giới phải điểm. Và cái quyển sách này là do nhà xuất bản Lao Động tiến hành vào năm 2014. Và cái quyển sách này là có cái điểm cần của giới thiệu sách mới của cô là không giới thiệu thôi đó. Quyển thứ hai mà cô muốn giới thiệu là em đó là quyển sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiến dịch Điện Biên Phủ. Quyển sách này là họ mô tả tất cả các cái kế hoạch định rồi là diễn biến của Điện Biên Phủ mà vai trò quan trọng nhất đó là của đại tướng ta từ cái quyết định đánh nhanh thắng nhất và bạn quyết định đánh nhanh thắng nhất diễn biến là chúng ta có một chiến dịch Điện Biên Phủ lưng lẫy nắm nhau một cách lòng như không cả em sẽ được tìm đọc ở thư viện và rất là chắc đến khi mà chúng ta đọc thì được vai trò của chúng ta tỏ cái thứ nào và cùng ngày đó giờ sau đọc tiếp. Quyển thứ hai ba lần quân cũng diễn cùng với các em đó là quyển Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ. Quyển này là nêu vai trò của bác Hồ chúng ta và đại tướng hai người mà chỉ đạo tiến công gọi là quyết định những chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác Hồ chỉ đạo và đại tướng Võ Nguyên Giáp thực ra chiến lược và toàn dân ta tập trung để đánh thắng tính này thì chúng ta mới có cái niềm tin chân đó chân để niềm tin chân đó đó là để nhớ một mốc quan trọng của chúng ta đó là chiến thắng Nam Bắc đó, chúng ta là được giải phóng ở phía Bắc từ Câu Nguyên Thương ra đó, cái mình nhớ như thế và chúng ta nên đọc để biết lịch sử, biết lịch sử thì ta mới hiểu được. Việc thứ tư đó là quyền Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân. Đấy là nói về vai trò bạn giả một phần nhưng mà nói về vai trò của nhân dân, nếu bạn giả có nhưng mà nhân dân ta không đồng thuận thì sẽ không có chiến thắng của đất nước ta như thế này. Cô nói như thế và các em từ tim đau khi 66 cái tiếng này khi lời thì từ cô thì các em hãy tin nhau Võ Nguyên Giáp với đại tướng của nhân dân, đây là khác người vai trò của bạn giả. Bạn giả có vai trò rất quan trọng với nhân dân ta, các em hãy tin nhau. Và tối nay một quyển sách có một chủ đề riêng nhưng mà chúng một cái đó là cá người vì vai trò lãnh đạo và sự tâm quan trọng của bạn giả đối với đất nước ta. Quyển này thì cô mới mua về này, Võ Nguyên Giáp những năm tháng cuộc đời đó là gọi gọn cuộc đời bạn có một cái tập sách nhỏ nhỏ nhưng mà đây được không biết từ khi bạn nhỏ cho đến khi bạn ra đi ngồi ra đưa về ở chúng ta đảo biển nhá. Em xin đồng thời biết năm nữa là cô cũng được đi đưa đã ta bạn nhưng mà ngồi thư viện là toàn khóc rồi. Trong hôm nay chúng ta đã cơ được nghe cô được cô đến thư viện này thì chúng ta rất là nhiều quyển sách hay. Trong thì hôm nay các em có thể thấy như nhỏ phải đâu để một lúc chúng ta sẽ đọc hết được tất cả những quyển đó. Rồi cô mời nhỏ hai người kia nha, mời truyền lại. Thì bây giờ cô phải đọc những trong ngoài đến đâu các em có thể nhóm nào các em có thể đứng tốt
để mở khẩu vực in ra và truyền chất nông cho bạn bè cùng nghe. Có nhóm có thể đọc phát thông, có nhóm thì có thể đọc theo từng đoạn từng đáp, có thể nhóm đọc quyển lên xong kể cho bạn nghe, rồi mình đọc được quyển đó có thông tin gì thì kể cho bạn nghe. Nhưng quy tụ lại thì hôm nay cô muốn các em ghi chép vào một bài văn học những cái thông tin quan trọng, những cái bài học ý nghĩa, những cái nhân vật quan trọng và những cái rút cuộc ra thì bạn cảm nhận được gì qua những quyển sách đó nữa này, để từ sau khi ở phần kiểm tra bài cũ cô sẽ gọi các em nếu những cảm nhận riêng của mình về quyển sách đó để các em biết nữa này. Cô hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta đọc có ý nghĩa và hay và nhân vật.